tinggi. Baju tidur baca cuket di kursi maka pun kanda. Kuning ya. Nói riêng và các khán giả đang ở sáu vị thủ nói chung, chúng ta hãy cùng rút điện thoại ra chia sẻ trận chung kết cái này để chúng ta tạo ra một con số thật sự đáng nhớ. Xin mời anh em chúng ta hãy cùng chia sẻ trận chung kết trên trang fanpage của bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Khi nhắc lại với các đội bóng ngày nay khi thay người thì các bạn hãy di chuyển ra một giữa sân và báo bình luận viên cầu thủ ra ngoài sân, trong sân ra ngoài thì chúng ta mới được vào sân. Khoảnh khắc chào đón nhà vô địch mới của bóng đá Ninh Hiệp sẽ được diễn ra và được nhắc tới sau 60 phút. Cuộc chiến thì luôn đẫm máu. Để đến được vinh quang, mồ hôi, nước mắt và những sự quyết tâm là thứ không thể thiếu. Nhiệt liệt chào mừng 1993, 1995 về tham dự trận chung kết giải đá Ninh Hiệp FC86 mở rộng lần thứ 3 năm 2019. Thank you.
thất bại trong trận chung kết gặp Ca Thủ. Họ giành chiến thắng thì đúng hơn, một tình huống phạm lỗi. Ngày hôm nay thì Ca Thủ 95 họ ra quân với thủ môn Văn Thành, đèo số 1, Ngọc Việt số 3, Quang Việt số 10, Nguyễn Ngọc đèo số 9, Bá Tài số 19, Thạc Trường số 15 và Lê Văn Tài đèo số 88. Ở trận đấu gặp Ca Thủ 90, đội bóng đã chiến thắng 95 trong trận chung kết mùa giải 2018. Tức là FC 86 đi nhập vào trận lần thứ 2. 95 đã đòi lại được món nợ trước thủ 90 và họ có một chiến thắng 3-1. Người góp cầu lớn nhất trong chiến thắng đó thì chính là Quang Việt và Lê Oanh. Những người 95 đã đòi lại món nợ mà 90 đã bày của họ ở mùa giải 2018. Ngày hôm nay thì có lẽ họ sẽ bước vào trận chung kết với một tâm thế thoải mái nhất. Và họ luôn là đội bóng rất khó lường với một tập thể đoàn kết. Rất điểm hay, khá nguy hiểm. 93 đang chơi phủ đầu. Ngày nay thì 93 họ ra quân với đội hình như sau. Trong khuôn khổ tiếp tục là thủ môn Quang Anh đá 24. Quang Thắng là thi đấu tự do và di chuyển rất chậm. Đèo số 23, Lê Anh số 21, Văn Tuấn đèo số 19, đội trưởng Văn Hùng đèo số 11, Tuấn Hậu đèo số 8 và Khắc Thành đèo số 6. Như vậy là các sàn vẫn đang vắng mặt ngày hôm nay. Có lẽ anh sẽ là một con bài tẩy ở bên ngoài sân. Chính ta đang giữ nguyên đội hình trong trận thắng. Một trận thắng bán kết cũng có tỷ số 5-1. Chưa đội bóng 1991. Một trận đầu có lẽ là dễ dàng nhất của các 93 từ đầu mùa giải đến giờ. Ở ngoài vòng bảng thì hai đội bóng này đã gặp nhau. 93 đã thất bại 1-5 trước Ca Thủ 95. Nhưng đó là một trận đấu vòng bảng. Ngày hôm nay là một trận chung kết thì tất cả đã thắng. Trước khi bước vào trận chung kết này, như ban đầu và trước đã thông qua, thì đội vô địch sẽ được miễn phí 3 tháng tập luyện tại Du Minh Philip. Đã thẳng thành 95. Người bị phạm lỗi là tính vừa rồi là cầu thủ đeo số 10 Quang Việt. Quang Việt thì đã có một siêu phẩm trong trận đấu bán kết trước Ca Thủ 90. Bàn thắng có lẽ là quan trọng nhất của Quang Việt từ đầu mùa giải đến giờ. Một tình huống dứt điểm và nâng tỷ số cho lên 2-0 trước nhà đương kim vô địch 90. 90 là vua của các kinh nghiệm đá băng hà. Và đây là thời điểm chúng ta tìm ra đội bóng vô địch mới. Đứng trước vào mặt là Văn Tài. Rồi, tỷ số không thành công. Tưởng chừng bàn thắng đã đến với 95. Nhưng Quang Anh đã có tình huống phản xạ rất hay. Ở giải đấu này thì Quang Anh không bắt trọn vẹn các trận đấu của 93. Từ lần trận tứ kết thì đội bóng 93 đã đề cao tính chất phòng ngự hơn. Và Quang Anh được thi đấu ở vị trí sở trường, vị trí chấn giữ khung thành. Đó cũng sẽ là một sự thiệt thòi cho Quang Anh trong cuộc đua cho danh hiệu thủ môn xuất sắc giải đấu. Văn Thanh bên vị trí nằm cũng đang có một mùa giải ổn định. Đội bóng 95 vẫn chỉ được để nó lưới tối bản. 4 bàn chính là số bàn thắng mà 95 để nó lưới sau 6 hiệu đã qua. 5 trận đúng hơn. Và đây là trận thứ 6 của cả hai đội bóng. Rõ ràng là một trận đấu chung kết và mọi thứ thì đang rất khác với màn trận vòng loại. Chín ba và 95 thì ở bảng D. Đây là một trận bảng đấu mà sau khi kết thúc vòng 2, cả bốn đội bóng đều có được 3 điểm. Ở lần trận quyết định thì 93 và 95 đều có những chiến thắng thuyết phục. Một tình huống chuyển bóng khá nguy hiểm đến từ Quang Thắng. Hai trọng tài điều khiển chính trận kết tiếp tục là trọng tài Hải Anh và trọng tài Hồng Phúc. Xin nhắc lại là đội bóng vô địch
thì sẽ được miễn phí tập 3 tháng tập luyện tại câu lạc bộ Ruby Philip của Linh Nhật. Bên cạnh đó thì mọi cầu thủ ghi bàn trong chung kết ngày hôm nay đều được miễn phí 3 tháng tập luyện tại câu lạc bộ này. Như vậy là nếu như đội bóng nào vô địch và ghi bàn thắng, cầu thủ nào ghi bàn thắng thì sẽ có 6 tháng tập luyện tại một trong câu lạc bộ nổi tiếng nhất về mặt gen thể lực của Linh Nghiệp. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự đồng hành đến từ câu lạc bộ Ruby Philip của Linh Nghiệp. Ngoài phần thưởng của ban tổ chức thì các đội bóng nhất thì vào giống này sẽ nhận được thêm các phần thưởng khác của các đơn vị tài trợ như An Tuệ Minh, Tuấn Ngọc Minh hay công ty Vizo. Và anh Khởi Bắc Giang cũng đã dành phần thưởng 1 triệu đồng cho chức vô địch, phần thưởng thưởng riêng. Ngày trước hôm đầu tiên vào giải đấu thì anh Khởi Bắc Giang đã quyết định tài trợ 10 triệu vào chức vô địch, nhưng rồi thì sau một những ngày tổ chức bóng đá của Linh Nghiệp thì anh trượt lùi liên tục và anh từ 10 anh xuống 1. Đây là hai đội bóng có lẽ là mạnh nhất của Linh Nghiệp ở hiện tại. Một tình huống di chuyển không bóng thông minh đến từ cầu thủ Leo 21 Lê Oanh. Lê Oanh chính là cầu thủ đã tạo ra những dấu ấn rất khác biệt trong trận đấu gặp cao thủ 90. Trước gặp cao thủ 91, một bàn thắng và một phạt kiến tạo. Một tiếng cố định. Hoàng Thắng đã không thể theo kịp đường truyền. 93 đang cho thấy họ không cần sự xuất hiện của Khắc Bắc, họ không cần sự xuất hiện của Khắc Thành, xin lỗi Khắc Sạc, họ vẫn có thể ổn định. Bằng chứng là họ đã có mặt trong trận chung kết trận này. Văn Hùng đang được thiếu khá cao. 93 đã áp sát pressing đường vào chân của đối phương. Khả năng kiểm soát bóng của 93 đang vượt trội so với 95. Bác xin mời các vị khán giả chúng ta hãy ngồi sâu vào trong đường mép bê tông ạ. Xin mời các cầu thủ 86 ban tổ chức hãy vào sân và xin mời các vị khán giả hãy ngồi lùi sâu một chút đi ạ. Trong chiến thắng của 95 trước 90 thì không những Ngọc Việt thi đấu này mà người em trai Quang Dũng là Quang Việt cũng thi đấu rất ấn tượng. Bên cạnh đó là một ngôi sao không thể thiếu trong cách chơi của 95, đó là Bá Tài, Nguyễn Bá Tài, cầu thủ đá số 19. Có một thống kê khá buồn với các cầu thủ 95, đó là màu áo mà họ đang mặc là màu áo của rất nguy hiểm. Một tình huống phản xạ và đấm bóng an toàn đến từ Nguyễn Văn Thành. Có một thống kê khá buồn. Như vậy không có bàn thắng, tiếp tục là một tình huống đánh đầu rất nguy hiểm. Những tình huống bóng bổng đang được dồn đến vị trí của Lê Oanh. Trận đấu đang được dồn trực tiếp trên trang 3m của Bình Tây Cùng. Các vị khán giả hãy cùng chia sẻ mạnh tay hơn nữa để giới thiệu quảng bá hình ảnh bóng đá của Linh Nghiệp. Một giải đấu quy mô mà có lẽ nhiều nơi, nhiều khu vực mong muốn có được một sự đầu tư mạnh mẽ đến từ những con người ban tổ chức FC86, đến từ những mạnh thường quân đồng hành với giải đấu, số lượng gần 100 nhà tài trợ. Và ban tổ chức cũng đã quyết định không nhận những nhà tài trợ ủng hộ dưới 500 đồng. Rất tuyệt vời. Đó là pha dứt điểm quen thuộc đến từ Quang Thắng. Sức ép vẫn đang được chúng ta duy trì. Thi đấu với chúng ta có lẽ đội bóng này giống như một Barca thằng nhỏ của Linh Nghiệp vậy. Họ rất thích bàn thằng nhỏ và áp sát rất nhanh đến từ Khắc Thanh. Quay đi, quay đi.
và hai chị Tuấn Ngân đang giành số tiền 50 triệu đồng. Nếu như SC95 chiến thắng trong trận chung kết ngày nay thì đã được chuyển về bàn quan tổ chức rồi. Chính là giải 50 triệu cho 95. Nếu như 95 chiến thắng trước chúng ta trong trận chung kết này, thế từ anh chị Tuấn Ngân 50 triệu đồng. Chị Ngân là đội trưởng, là chị ruột của đội trưởng Quyết Tàu, kẻ nuôi vĩ đại của Vinh Nghiệp. Cơ hội một pha dứt điểm cá hiểm đến từ không có gì khó khăn với Quang Anh cả. Đó là cú tấn công đầu tiên của Chính Nam trận đấu này, một trận chung kết, và nó cũng rất khó được. Chính Nam cần có những sự động lực bên ngoài sân nhiều hơn như vậy. Nếu xét về độ dài dặn và khả năng từng chạy thì chính ta có đội chính năng khá nhiều với những cầu thủ đã từng thi đấu bán chuyên tại Hà Nội như Quang Anh và Quang Thắng. Tuy nhiên thì sức mạnh của chính năng thì đã được trải nghiệm qua những trận đấu ở đây Vinh Nghiệp tháng 6 năm nay. Đánh đầu và phá bóng đến từ trung vệ Lê Văn Tài. Chính ta đã bất ngờ khi họ sử dụng bóng bổng nhiều. Tuy nhiên thì thủ môn Văn Thành của họ vẫn đang đứng vững ở trong khu vực. Một pha chuyền bóng khá hay đến từ Ngọc Thiện. Đây là cầu thủ quan trọng nhất phá giải của chính ta. Ngay trong trận chung kết thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn một chiếc màn hình 30 và màn hình LED để cổ vũ cho tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta sẽ có một bữa liên hoan và cổ vũ cho những cầu thủ áo đỏ trận đấu gặp các thủ Malaysia. Đã có một tình huống cắt còi của Tàu Phúc. Các thủ 93-20, cầu thủ đeo số 94, sau khi trong đoạn đẻ xong thì các sàn đã xuất hiện trên sân và vào sân thay cho Văn Tuấn. Các sàn vừa đón chào một cuộc cưng và có lẽ là ngày hôm nay chiến thắng thứ 95 chính là một món quà lớn nhất mà anh dành tặng cho cô con gái của mình. Các cụ đã dạy rồi, trai chăm vậy, vợ đẻ thì éo mòn, vợ chăm chồng ốm thì béo tròn cối sảy. Và có thể 3 ngày qua thì khách sạn đã giảm cân khá nhiều. Trụ cột của chính ta là khách sạn đã trở lại. Và bây giờ thì các chính ta sẽ tự tin hơn. Khách sạn là một cầu thủ có khả năng can lướt và thi đấu tốt ở vị trí là cánh trái. Tiếp tục là một chuyền dài rất nguy hiểm và đánh đầu ngược vừa rồi có lẽ là của Lê Oanh. Những tình huống áp sát từ vườn sân nhà của chính ta và chuyền bóng hay đến từ Bá Tài, cơ hội phản công. Tốc độ trận chung kết đang đẩy lên khá cao. Đây cũng là Văn Tài, Lê Tài. Chính Lâm thì đang có hai cầu thủ tiền Việt và hai cầu thủ thiên tài. Ngọc Việt thì áo số 3
thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái, và Quang Việt thì đã bị tiến về trung tâm giống như cánh trái Quang Trung. Và cũng đã khoác áo lên thứ 90. Ngày hôm qua thì người em đã chiến thắng người anh trong vụ tranh chấp đất đai 50 tỷ đại nghiệp. Ngày hôm kia sau những phút đầu tiên thi đấu phủ đầu thì chính ta vẫn đang kiểm soát bóng tốt hơn, lại là một pha treo bóng nguy hiểm. Thủ thành Văn Thanh cần phải tập trung hơn. Bóng vẫn trong sân, như vậy là bóng đã đi hết từ Việt Nam và bóng không thành công đến từ Ngọc Việt. Trong trận chiến vào quay 90 thì Ngọc Việt cũng đã ghi bàn. Đâm đài và phối hợp 1-2 không thành công giữa Quang Việt và Văn Ngọc. Người đang thiếu cảm nhất trên hàng công của chính Lăng chính là Quang Việt. Văn Ngọc và Quang Việt đang thay đổi vị trí cho nhau liên tục để tạo ra những khoảng trống. Thì nhắc lại bên ngoài sân, nếu như chính Lăng ngày nay chiến thắng thì người chị gái đến từ đội trưởng Quyết Tàu, người em theo vĩ đại của chính Lăng, sẽ có phần thưởng 50 triệu đồng cho chức vô địch. Chưa bao giờ kiếm tiền dễ như vậy, một trận chung kết và một chiến thắng thôi là đủ. Số tiền đã được chuyển thẳng về bàn ban tổ chức rồi. Một tình huống chạm bóng bị động. Phạt bóng tốt đến từ Lâm Tài, Lê Văn Tài, Văn Hùng, Tuấn Lâu. Còn đây là Khắc Sang. Tuấn Lâu đang đá trung vệ và Quang Thắng thì thi đấu ở vị trí cánh phải. Và chuyền bóng khá hay. Tuấn Đầu hơi chậm hơn tuổi. Có lẽ Tuấn Đầu đã quan sát chiến trên và anh không thể tung ra một đường chuyền cho ai cả. Khi mà phòng ngự của đội bóng chính là vẫn đang thi đấu tập trung. Rất khác sau một trận thua bạc nhược ở vòng bảng vô tâm. Trước 9-95 thì 93 mới là người đang thiếu hay hơn. Các vị khán giả đang nói trực tiếp trận đấu này hãy tiếp tục chia sẻ. Rút những chiếc điện thoại thân yêu của mình chia sẻ và giới thiệu hình ảnh bóng đá của Liên Hiệp, đặc biệt là hai đồng viên 93 và 95. Ở mùa giải 2019 này thì ban tổ chức mỗi năm đã có sự thay đổi, rất nhiều thay đổi lớn hơn, giải đấu cực kỳ chuyên nghiệp nhiều hơn, được truyền thông rộng rãi hơn. Và ban đầu thì ban tổ chức thậm chí còn đang mong muốn có được một giải đấu 24 đội bóng. Tuy nhiên thì có lẽ là do thời gian để đáp ứng đến ngày 10 tháng 10 thi đấu trận chung kết là không đủ. Chính vì thế mà ban tổ chức đã quyết định loại bớt một số bóng và lựa chọn con số 16 giống như mùa giải 2018. Hai đội bóng đang thi đấu bóng dài và chờ đợi những tình huống sai lầm của những cá nhân đến từ các cầu thủ của hai bên. Và trẻ chắn bóng khá thông minh đến từ Leo Anh. Lại một pha bóng sai. Nếu như hai đội bóng hòa nhau trong hiệp chính thì vẫn giống như mùa giải 2018, ban tổ chức quyết định sẽ có một hai hiệp phụ, mỗi hiệp 7,5 phút, tổng thời gian hiệp phụ là 15 phút. Tuấn Hậu đang có vẻ như không thật sự tập trung,
một đường truyền dài. Có thể thấy được là Lê Tài đang khá chủ động ở những tình huống bóng. Một tình huống càng ngang khá khó chịu đến từ 93. Ngay sau trận chung kết ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một trận đấu rất quan trọng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Việt Nam sẽ gặp đội bóng Malaysia trong hành trình ước mơ có mặt chung kết vòng loại thứ hai World Cup. Malaysia hiện tại đang dẫn đầu ở bảng G với 4 điểm có được sau 2 lượt trận. Rất nguy hiểm. Sự ổn định đến từ cách chơi của chính ta. Và tất nhiên rồi, khi mà Quang Anh đứng trong cục bộ, hàng phòng ngự gọi được ra cố để cắt sạc. Và đặc biệt là Quang Thắng, có lẽ những hành lang cánh như thế này sẽ giúp cho chính ta tự tin hơn để tấn công cánh và phòng ngự chống phòng ngự từ xa. Khắc Sàng và Quang Thắng đều là hai cầu thủ có khả năng tăng tốc bất ngờ và có thể tung ra những đường truyền dài chính xác, có độ chuẩn xác cao dành cho các tiền đạo ở phía trên. Văn Hùng cũng như là Lê Oanh đều cũng đang thể hiện được cái duyên đi vào của mình ở trận đấu này. Hai đội bóng đứng ở bảng D và cuối cùng họ gặp nhau trong trận chung kết. Tổng số tiền dành cho đội vô địch ngày hôm nay đang là 21 triệu đồng. Và nếu như chính là vô địch thì số tiền họ nhận được sau chức vô địch sẽ là 71 triệu. Cơ hội của chúng ta vẫn là Văn Hùng. Vẫn bóng nguy hiểm, phản công. Một tình huống đổ người rất nhanh của Quang Anh. Rồi, không thành công. Phạt góc dành cho chính ta, một trận đấu rất nóng. Ban tổ chức thì vẫn đang mong muốn nhận được nhiều hơn những sự ủng hộ đồng hành của các vị khán giả trên trận chung kết này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho chức vô địch với số tiền mà họ sẽ trao tặng. 21 triệu là số tiền. Và như vậy là trận hiệp một trận chung kết đã kết thúc nhanh như một cơn gió vậy. Hai bóng hòa nhau không đều. Chúng ta sẽ cùng tăng ý phút để giới hiệp hai chỗ này. Và trong quá trình nghỉ giải lao, các vị khán giả hãy tiếp tục chia sẻ và chia sẻ trận này. Tỷ số 2 rất đẹp mắt. Tỷ số 2-1
một chiếc phẩm vừa tạo hòa trên sân Minh Thụ. Nó đến từ đội trưởng Nguyễn Tiến. Quá nguy hiểm xuất hiện cả trên sân và với bản thân rất nguy hiểm. Bàn thắng đã đến với các đồng chí 10 ghi bàn là toàn thế mà. Ở mùa giải 2018 người ta gọi anh là toàn thủ giả, còn bây giờ thì các đồng chí 10 gọi anh là toàn sa thủ. Tuy nhiên thì hai trận gần nhất anh đều ghi bàn. Bàn thắng thứ hai của toàn thế mà ở trận này. Tỷ số là 1-0 cho 90. Và pha bóng của đội trưởng Hoàng Thịnh. Rất hay, Huy Hưng. Một đường truyền dài để cho toàn thế mà. Như vậy là bàn thắng đã đến với cả bộ 90. Và sự kiện tuyệt hay của Hoàng Dung. Không có cơ hội cho thủ môn Như Vượng. Tỷ số là 2-0. Và Hoàng Dung vừa bàn thắng thứ hai cho riêng mình ở giờ này. Trang phục mới. Như vậy là đã có bàn thắng đầu tiên và cũng là bàn thắng nhanh nhất của giải đấu năm nay. Rất bất ngờ khi huấn luyện viên đang giới thiệu đội hình ra quân thì các cầu thủ 96 đã có một bàn thắng. Như vậy bàn thắng đã đến chúng ta lúc 1-2 và ghi bàn của Tuấn Đức Thủ. Cơ hội đã được mở ra. 96 tay người. Cầu thủ đeo số 7 Văn Đoàn được cho ra nghỉ. Và cầu thủ đeo sai thứ 8 Cơ Hưng được thu vào sân. Chúng ta là người thứ 5 thứ 4 của ba thủ. Quảng cầu bóng lên Tuấn Đức Thủ đặt đường cho đầu Du Ly. Rất hay. Như vậy là tỷ số rất đáng ai đều và trực tiếp rất hay của đồng Du Ly. Các cầu thủ đồng 6 cần phải có những pha phối hợp như vậy. Tỷ số đang là 2-2. Tấn công nhiều mà không được bàn. 86 bắt đầu cho thấy một sự dẻo dã, đặc biệt là phòng ngự. Đã vượt qua được lò kẹt. Cách biệt với tỷ số 2 bàn. Rồi. Và bàn thắng thứ 3 là đến với 89. 2001 họ đã quá vội dâng cao tấn công. Bây giờ thì họ còn đang xếp dưới 89. 89 đang có hiệu số là số 1. Cầu thủ có thể năng lực trên sân thì vẫn có thể thiếu được. Và lên ba. Tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ này. Sai lầm đến từ cá nhân của thủ thành. Bên phía chí tử đó là Đình Khoa. Và đó là một tình huống ra sân rất nhanh của Đại Lê Ma. Bàn thắng đầu tiên của Đại Ma ở giờ này. Hai trận đấu đang diễn ra rất cạnh. Số 10 Văn Khánh. Lê Văn Khánh đã ghi bàn 1-0 cho ông 84. Rất bất ngờ. Khán giả đang được du ngủ. Huấn luyện viên thì đang chuẩn bị học thay người. 2. Tỷ số là 4-1. Lên
điểm rất mạnh. Còn là trận thứ hai và ngày hôm nay thì anh không thể có mặt. Có lẽ Duy Vinh là cầu thủ duy nhất ở giải này. Sau hai trận đấu đã qua, anh nhận 3 thẻ vàng. Trận thứ hai chính nhất. Sút bóng vào. Một điều. Trận thứ hai chính nhất. Người vừa ghi bàn cho các cầu thủ áo trắng. Cập nhật liên tục kết quả của hai sân. 9-5 thì đã có bàn thắng. Sang bằng kết quả 1-0. Về đi, về đi, về đi, về đi. Một phần của các cầu thủ phản công. Rất hay. Và chúng ta đã có rồi. Và chưa thắng. Các bạn vừa được chứng kiến và chưa thắng. Một phần là một chiếc thẻ vàng. Chúng ta từ giờ đi khoảng 45m. Bóng đã bay thẳng vào góc chữ A. Và chúng ta cùng quay trở lại với hiệp 2 trận chung kết giải bóng đá FC86 cái hiệp mở rộng lần thứ 3 năm 2019. Cú đối đầu giữa cao thủ 93 mang trang phục áo đen chọc trắng quần đen và 95 mang trang phục Argentina truyền thống sọc trắng xanh. Có một thống kê đáng buồn là Argentina của chúng ta đã trong khoảng 5 năm qua chưa giành được một danh hiệu nào cả. Và tất cả thì chỉ là tương lai của mình thôi. Trong hiệp 1 là 10 hiệp đấu mà 93 đã có những tình huống nhập cuộc đầu tiên hơn. Tuy nhiên hiệp 1 của trận đấu này cũng không có quá nhiều các công nghiệp. Cơ hội nguy hiểm nhất thì đã bị Quang Anh. Quang Anh từ chối bàn thắng. Sau một tình huống dứt điểm rất nguy hiểm đến từ Ngọc Viện. Và bây giờ thì Văn Ngọc đã được cho ra nghỉ với vị trí nằm. Và người vào sân là Thành Công đá số 7. Một tình huống bật rất cao đánh đầu. Nhưng không thành công đến từ Ngọc Viện. Trận chung kết ngày hôm nay đang có số tiền thưởng ở bên ngoài sân là 21 triệu đồng nếu như bóng vô địch. Và đặc biệt đội bóng 95 ngày nay vô địch thì sẽ nhận được số tiền thêm 50 triệu nữa là 71 triệu. Đến từ anh chị Tuấn Xuân. Lời Tuấn Ngân 50 triệu. Đó là chị gái của đội trưởng, kiện đội trưởng FC95, Nguyễn Tàu. Kẻ Hà Nội biết này. Khá nguy hiểm. Sẽ tiếp tục là những phần thưởng. Các quý vị khán giả tiếp tục tài trợ vào chương trình ạ. No. Một tình huống phát bóng lên đá biên dành cho cao thủ 93. Năm nay chú không về ăn được đâu, chú đang đi làm rồi. Sau gọi điện cho Long Bình, bảo Long Bình có đón. Và như vậy là trên sân đã xuất hiện huấn luyện viên trưởng của hai đội bóng ở đây. Cú vào và thực điểm rất nguy hiểm đến từ Lêu Anh. Một tình huống đi bóng vòng chân trái và chuyển sang chân phải, thực điểm rất nhanh. Rất may cho cầu thủ 95 là bóng đã đi ra ngoài. Ngày hôm nay thì có vẻ như cầu thủ 95 đang có được không có được một tâm lý thoải mái nhất. Họ đang phối hợp rời ra. Ở ngoài vòng bảng họ đã có một chiến thắng dễ dàng 5-1 trước 93. Nhưng đúng là một trận chung kết, sự quyết tâm là thứ mà đội bóng nào cũng có thể hiện. Sẽ không còn làm sự khoan nhượng. Rất nguy hiểm. Cho dù chưa có được một tình huống dứt điểm thuận lợi, nhưng nhìn chung hiệp 1 của trận chung kết đã diễn ra với một chế độ chơi tốt. Tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao và liên tục nguy hiểm khung thành của các thủ môn. Đây là Quang Thắng.
người đang đảm nhận hành lang cánh phải về phía chính tả. Hành lang cánh trái thì đang được giao trở lại cho khách sạn. Khá nguy hiểm. Một pha treo bóng rất khó chịu đến từ khách sạn. Thì nhắc lại là trên hàng công của chính tả, Lê Anh đang thể hiện một chuyên ghi bàn từ trận đấu bán kết tứ kết của mình trở đi. Hai trận đấu gần nhất anh sẽ có 3 bàn thắng. Và Lê Anh thì chính là một trong những cầu thủ ấn tượng nhất trên với chính tả trên hàng công. Á biên cho chính tả. Ngay sau trận chung kết sẽ là lễ bế mạc và trao giải. Cái điểm dứt điểm này đến từ Lê Anh không thành công. Phá tài là người đá phát cuối cùng để phá bóng đi hết biên dọc. Một tình huống đá biên. Vẫn là bóng bổng và bóng bổng. Cơ hội. Cặp sàng đã thông để tung ra một pha dứt điểm. Cầu thủ của chúng ta đã phạm lỗi. Thầy Hồng Phúc thì vẫn chưa phải rút ra một chiếc thẻ vàng nào. Quả bóng chơi đẹp nhất giải đấu lần này là FC90. Sau những lần trận đá rất nguyệt. Một chút nữa rồi thì bàn treo bóng của cầu thủ đeo số 88 Lâm Văn Tài đã tạo thành bàn thắng. Cả hai đội bóng đều đang có một chiến thuật khá giống nhau. Pha bắt bóng lỗi khá nguy hiểm đến từ Quang Anh. Một đường chuyền dài của Quang Anh. Đó là một đường chuyền bóng cho Lê Anh không chính xác. Trong hiệp hai này thì các đội chức năng bắt đầu có những sức ép về bên khung thành của đội bóng chính tạo. Có thể thấy được là sự tương đồng về mặt lối chơi của hai bóng đang làm trận đấu kém đi những tình huống hấp dẫn trên sân. Tất cả là bóng dài, chỉ đơn thuần là như vậy thôi. Dứt khoát, đó là sự cần thiết. Xin nhắc lại ngay sau trận đấu này, ban tổ chức cũng đã thuê sẵn một chiếc màn hình nét 50 mét vuông để phục vụ cho bà con đi nghiệp và các bóng cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sau Minh Thu. Một tình huống phạm lỗi và có lẽ sẽ là một chiếc thẻ vàng. Chiếc thẻ vàng được dành tặng cho Quang Thắng. Như vậy là Quang Thắng đang dẫn đầu danh sách nhận thẻ ở giờ này, 5 chiếc thẻ vàng rồi. Đúng cầu thủ đá hay thì thường chơi bẩn đó. Hai cái đó là tương đồng. Cuộc sống thì cần những kỹ năng, còn trên sân bóng thì cần những kỹ xảo và những tiểu xảo. Một cầu thủ giỏi thì cần những tiểu xảo, và những tiểu xảo khi người mình phát hiện thì thường nhận những chiếc thẻ vàng của trọng tài và thậm chí là một thẻ đỏ. Không dành cho ai. Và trận bóng cuối cùng là của Quang Việt. Và có một tin khá vui dành cho 95. Nếu như ngày hôm nay đội trưởng Quyết Tàu cùng vào sân và ghi bàn thì anh sẽ nhận được số tiền 3 triệu đồng đến từ anh Phạm Hùng.
vẫn là cao thủ 9 năm. Rất hay. Không vào. Hoa đô Quang Anh có thể thấy được khả năng đổ người nhanh như điện của Quang Anh, rất xuất sắc. Cơ hội tấn công nguy hiểm đầu tiên trong hai này của cao thủ bên phía 9 năm không được. Phản công. Người cắt bóng cuối cùng là trung vệ Thạc Trường. Ban tổ chức ngày này đã quyết định thuê một thợ khắc vàng để khắc chiếc cúp tên người vô địch trên chiếc cúp vàng chức. Chiếc cúp được đầu tư với số tiền 12 triệu đồng. Nguyên bản của chiếc cúp C1 và được làm bằng inox mạ vàng. 12 triệu đồng là số tiền chiếc cúp ngày này ban tổ chức đã bỏ ra. Quang thắng phạt rất là nguy hiểm thôi. Hoa đô Quang Anh lại là Quang Anh. Hai em sinh đôi đã bù trừ cho nhau lần nữa rồi. Quang thắng mắc sai lầm, tuy nhiên thì Quang Anh đã sửa sai cho người anh của mình. Có lẽ người anh trai Quang Thắng cần phải cảm ơn Quang Anh ở chính vừa rồi. Vẫn là một sự sâu sắc, một sự ổn định cho cục bộ. Mà nếu như Quang Anh cơ hội dành cho cao thủ không thành công, và dứt điểm của cục bộ vào sân thanh người trong hiệp 2 thành công. Đã có nhiều hơn những sự sơ hở trong cách chơi của cao thủ 9-3. Và rất may cho họ là không phải nhận thêm bàn thua. Đã có những sự không vừa ý của hai anh em của anh Quang Thắng với người đồng đội khác xa. Lại là Thạc Trường. Ngày nay Thạc Trường cũng đang thi đấu rất chứng trạng. Ban tổ chức ngày hôm nay thì đang rất mong muốn khán giả đến sự nghiệp nhiều hơn. Và các ai mà trước cũng mời tối nay ra ngồi uống rượu và xem bóng đá, không biết là dần bao nhiêu không. Chỉ nhắc lại với các quý vị khán giả ngày hôm nay ra xem bóng đá, ban tổ chức chỉ nhận số tiền ủng hộ từ 1 triệu đồng trở lên, còn dưới 1 triệu là không nhận. Quang Anh, Quang Thắng rất bình tĩnh. Vâng, xin được mời anh Mạnh của FC86 về bàn ban tổ chức có đề cần. Tiếp tục là pha cắt bóng đến từ Lê Văn Tài. Khác sang, cầu thủ có lẽ là ngày hôm nay mấy ngày vừa qua anh phải bận chăm cô vợ của mình. Anh đang mặc quần 13 nhưng áo chí tử. Và dứt điểm không thành công đến từ đội trưởng Văn Hùng. Lẽ bàn tổ chức đã mời số lượng khách mời nhiều quá thì bây giờ thì cũng đang thiếu. Một tiếng phản công, chị bà cũng đang rất giỏi ở cố lên, không được. Quả thắng, không vào. Đó là
của bàn thắng đã không thể giúp cho chúng ta có bàn thắng. Các thủ về phía chín là Thanh Huệ, Ngọc Việt, Quang Việt đứng cho ra nghỉ. Người vào sân là Văn Ngọc. Như vậy là các đội 95 đã quyết định rút ra một tiền vệ trung tâm và thay vào đó là một tiền đạo. Bây giờ thì có lẽ là cầu thủ đeo số 19, người quan trọng nhất trong cách chơi của 95 là Bá Tài sẽ được đẩy ra cao hơn. Tình hóa tan rất nhanh đến từ khán giả và thành công đã không thể khống chế bóng thành công. Đá phạt cho cao thủ 93, người phạm lỗi là thành công. Nhìn nhắc lại là đội bóng lên ngôi vô địch. Ngoài phần thưởng bên ngoài sân là 21 triệu đồng thì vẫn sẽ nhận được số tiền chưa nhận được cơ hội của chúng ta để vào bóng cuối cùng là phạt trượt. Phản công, phá bóng tốt, các cầu thủ đội bóng vô địch sẽ toàn bộ đội bóng này sẽ được tập miễn phí 3 tháng thể lực tại câu lạc bộ Ruby Phoenix Kinh Nhật. Và cầu thủ ghi bàn trong chung kết ngày nay cũng sẽ nhận được thêm bàn thắng nữa. Các cầu thủ nào mà không muốn tập thì có thể quy ra tiền mặt và đến rút tiền. Một tình huống cố định, một cú phạt góc thành công 95. Không vào, cơ hội. Phản công cho 93. Cơ hội Lê Oanh. Đó không phải là một tình huống chuyền bóng của Lê Oanh mà là một quyết định dứt điểm. Hoàng Thắng đã chọn vị trí khá hay. Các thủ bên phía 95 thay người thành công được cho ra nghỉ và người vào sân là Đăng Kiên. Thành công sẽ được thay ra. Văn Anh thì đã có tới 3 tình huống cứu thua ấn tượng ở trong trận chung kết ngày nay. Nhưng Bá Tài, những thủ môn Văn Anh thì cũng đã có một tình huống phản xạ sát thần. Tổng kết ban tổ chức sẽ lựa chọn cho thủ môn xuất sắc nhất giải đấu là ai? Tình huống dứt điểm rất xa đến từ Quang Thắng. Thủ môn của đội bóng 95 cần phải tập trung hơn nữa, đặc biệt là những pha dứt điểm từ xa. Và bóng bổng đang có một sự không an toàn, một sự lo lắng nơi khán giả của 95 ở trận này, đặc biệt là vị trí của Văn Thanh. Cũng xin chia buồn với khán giả ngày nay đã lựa chọn mini game. Nói ngày nay thì ban tổ chức cũng đã không lựa chọn kết quả lô đề cho những phần thưởng mini game của họ. Cơ hội cho 93.
có lẽ các đồng chí làm cần tập trung hơn và áp sát nhanh hơn. Và pha bóng không chuẩn xác đến từ Quang Anh. Thời gian thì đang trôi đi rất nhanh. Tình huống cao chân đến từ Văn Ngọc. Khán giả đã đến sân Đình Vũ rất đông. Và họ có lẽ cũng đang mong chờ một bàn thắng để được ăn mừng trong trận chung kết này. Có bàn thắng thì mọi những tính toán về mặt chiến thuật sẽ được phá bỏ. Và chắc chắn là lối chơi tử thủ như thế này đến từ hai đội bóng sẽ không còn được giữ nguyên nữa. Hai đội bóng dùng những đường truyền dài rất nhiều. Ngay sau trận chung kết là lễ bế mạc và ban tổ chức sẽ trao giải ngay tại sân. Các đội bóng giải ba hãy chuẩn bị đầy đủ trang phục nhất kỳ ba, tập giải ba. Đội bóng trẻ xuất sắc nhất là FC 2000. Và đội bóng thi đấu sạch nhất ở giải này là 90. Đội bóng thi đấu xấu nhất là cao thủ 2001. Nếu như cao thủ 90 không mất một đồng tiền thẻ nào thì 94 mất toàn bộ số thẻ đặt cược từ ban đầu. Một con số ấn tượng rất nguy hiểm. Quang Anh đã bị phản đối. Và xin mời các em của kinh nghiệm chúng ta hãy cùng tiếp tục chia sẻ trận chung kết ngày hôm nay. Bình thường viên thì khá đói mà bên ngoài ban tổ chức cứ đòi là phải đá bên là gì. Ấn lâu. Tuấn đâu? Tình huống kéo người đến từ Văn Ngọc. Ban tổ chức bây giờ mới chỉ rút ra một chiếc thẻ vàng duy nhất, đó là chiếc thẻ vàng dành cho Quang Thắng. Như vậy là Quang Thắng đang là cầu thủ, nhắc lại là Quang Thắng đang là cầu thủ nhận nhiều thẻ nhất giải đấu với 4 chiếc thẻ sau 5 trận đấu đã qua. Trung bình là 0,85 bàn một chiếc thẻ vàng một trận. Một tình huống cài sau đến từ khắp xa. Lại một mùa giải nữa mà người ta thấy được là FC86 có những bậc thầy phong thủy ở trong đội bóng của mình. Các trận đấu đều đang quá nguy hiểm. Đó là nguy hiểm, sự nguy hiểm đến từ ba này. Một tình huống rất nhiều bóng chẹt rất khó. Bóng đi thẳng vào góc xa bên thành của Quang Anh. Nhưng rất may hôm nay là bóng đã đi ra ngoài trong tam giác. Những trận đấu lần này của giải kinh nghiệm tiếp tục là một sự ủng hộ về mặt thời tiết. Không có một trận đấu nào phải hoãn lại bởi cơn mưa. Sáng mưa, trưa nắng, chiều mát. Có lẽ là bên phía trên 86 không phải là bậc thầy phong thủy trong khá ca nữa, mà trong 2 năm qua thầy phong thủy họ là búp bê người Nga Cương Ba Len. Không biết ngày hôm nay thì cô vợ, cô siêu mẫu của anh Cương Ba Len có xuất hiện ở trên sân không? Mọi hôm thì khi mà 86 thi đấu, cho dù là Cương Ba Len không vào sân, nhưng cô vợ của anh cũng lựa chọn một gốc cây nào đó, nơi mà hai người đã từng hẹn hò để theo dõi người chồng của mình từ xa. Cơ hội! Không được! Vẫn là cao thủ 93! Ở mùa giải 2018 thì anh Cương Ba Len là chủ tịch câu lạc bộ nhặt bóng quyền
chuyền bóng ạ. Một tình huống đá biên dành cho ông Chí Bảo. Khán giả thì đang mong chờ một bàn thắng để phá vỡ thì sự ngự trị của sự chắc chắn. Cả hai đội bóng đều đang thi đấu tập trung cho mặt trận phòng ngự nhiều hơn. Những pha phối hợp khá tự tin. Tuấn Hậu tình huống kéo người với Tuấn Hậu đến từ Bá Tài. Hiện tại thì trên fanpage của Bệnh viện Hùng chỉ có khoảng 400 người xem thôi. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã tường thuật một trận chung kết ở giải Âu Khách. Con số kỷ lục của trận chung kết đó là gần 1.000 lượt xem trực tiếp. Ngày hôm nay thì các khán giả thể nghiệm đang rất hạn chế chia sẻ điều này. Và các bạn hãy tiếp tục chia sẻ. Trận chung kết vẫn còn nhiều điều bất ngờ và khó lường nữa. Và treo bóng đến từ đội trưởng Văn Hùng. Vẫn là sự chủ động của chính bà Quang Anh. Đây là Quang Thắng. Hai bóng nếu như hòa nhau không đều thì sẽ phải bước vào khung penalty. Cao thủ bên phía chính đang thay người. Cầu thủ đèo số 4 Bá Khoa được tung vào sân và lọc viên đứng ra nghỉ. Người ta đang mong muốn đội trưởng Quyết Tàu xuất hiện trong sân. Bình luận viên Ngọc Hùng thì đang treo số tiền 3 triệu đồng nếu như Quyết Tàu được tung vào sân và ghi bàn. Và thậm chí bây giờ thì Bình Hùng đã tăng số tiền tài trợ rồi. Đội trưởng của FC 95 là Quyết Tàu đang thậm chí còn nở cơ hội không vào. Rất đáng tiếc cho cao thủ 95. Hiệp 2 là một hiệp đấu mà 95 đang tạo ra được nhiều cơ hội hơn. May mắn đang không ngoảnh mặt, đang ngoảnh mặt với 95. Quang Anh thì vẫn làm cái gì đó rất khó đánh bại ở trong vùng cấm. Vâng, theo thông tin của huấn luyện viên Ngọc Hùng là Quyết Tàu đang nợ Ngọc Hùng 5 triệu và nếu như anh vào sân ghi bàn thì hai đều suy thoái. Một tình huống treo dài theo phong cách trừ nợ duy nhất từ bình huấn luyện viên Hoa Dông Bột của Đinh Nghiệp. Quang Thắng đang rất tự tin ở tình huống sân bóng của mình. Khắc Sang quá tự tin phản công cho cao thủ 95. Đây là Lê Văn Tài. Lê Văn Tài đang là cầu thủ thi đấu trọn vẹn toàn bộ những phút trên sân của FC 95 ở trận này. Văn Tài 95 và 93 đều thất bại một trận đấu. Nếu như cầu thủ 93 thất bại trước 95 ở trận đấu vòng bảng ở bảng D thì cao thủ 95 đã để thua 2-3 trước cao thủ 89 chưa 2001. Cơ hội không được và dứt điểm không trúng tâm bóng đến từ Văn Hậu. Cả mất bóng nguy hiểm đến từ Bán Tài. Đá phạt rồi. Chính nhắc lại ngày hôm nay trọng tài Hồng Phúc cũng chỉ nằm 93 năm con gà. Vì vậy là công cụ có thu ngày hôm nay thì cựu đội trưởng Quyết Tàu cũng có thể kiện ban tổ chức là đã đưa đến một trọng tài cho nằm 93. Một tình huống ngắm nghĩa rất kỹ càng của Quang Thắng nhưng anh không dứt điểm. Quang Thắng không vào và dứt điểm ra ngoài. Một trận chung kết thì đang diễn ra. Hãy
đây là Quang Anh, và thậm chí là chính là họ cũng không có gì phải gọi bạn. Các thủ thế thứ 9 đang thay người. Bà Cam Kiên được cho nghỉ và người vào sân là Quang Việt. Như vậy là các thủ thế phía 95 đã thay 5 sự thay đổi người rồi. Bá tay khá nguy hiểm. Một phút bù giờ đây là chung kết. Một phút rồi. Hai bóng nếu hòa nhau sẽ nhắc lại là chúng ta sẽ bước vào hiệp phụ. Hai hiệp phụ sẽ được diễn ra trong vòng 15 phút. Mỗi năm mình được hùng đến với đỉnh điểm thì sẽ là những sự tươi mới mới. Năm nay chúng tôi đã bố trí hai máy quay, và nếu như phải bước vào làm chút penalty thì thật chí hình ảnh còn chất lượng đẹp hơn nữa. Cứu vào Hoàng Hồ Quang Anh, tình huống cứu thua thứ tư của Hoàng Anh trong hiệp hai này. Và đánh đầu rồng rất bất ngờ đến từ Phan Ngọc. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận chung kết. Hai hiệp chính đã không có thời ghi. Hai đội bóng sẽ phải bước vào hiệp phụ. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong vài phút rồi. Và đến với hiệp phụ của trận chung kết ngày nay. Không biết là có kịp giờ Việt Nam thiếu không? Ta còn lên bế mạc không? Bậc thầy phong thủy Công Ba Đen. Cầu thủ Hiếu Phong. Em xin
một pha xì bóng đẳng cấp. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiệp phụ đầu tiên trong trận chung kết ngày hôm nay. Các khán giả lại cùng tiếp tục chia sẻ trận đấu đi ạ. Mạnh mẽ hơn nào. Các khán giả thì chưa được ăn mừng, nhưng một số khán giả của FC Chí Lăng đã được ăn mừng một. Rất nguy hiểm. Và xin nhắc lại với các quý vị khán giả ngày hôm nay, đội bóng nào ăn mừng thì cũng không nên, không được, nhưng phải không nên đó, đốt pháo sáng ở trong sân, khu vực quanh cuộc sống Minh Thu. Công an đã ra nhắc nhở chúng ta rồi. Rất thiêng liêng. Và bây giờ có lẽ trận đấu sẽ hay hơn. Người kiến tạo là Lê Bá Tài. Nguyên Bá Tài đúng không? 1-0. Bá Tài đã lên tiếng và một pha kiến tạo gọn gỗ cho Văn Ngọc Phi Bản. Cùng tình huống chuyền bóng tồn này đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự của chính ta. 1-0. Những nỗ lực trong hiệp 2 của chính năm không được đền đáp thì ngay những phút đầu tiên nghiệp vụ họ đã có bàn thắng khắc sang. Bây giờ thì chính bà sẽ tăng tốc, vẫn là khắc sang thôi, cận bóng tốt và người phá bóng vừa rồi cũng là tên Tài, nhưng là Lê Văn Tài. Ngồi về nào anh, ngồi về đi. Vâng, cố thì đang thiếu liên tục mà ban tổ chức cứ chắn đầu vào trận chung kết. Rất nguy hiểm, bóng được. Như vậy là cầu thủ Văn Ngọc sẽ nhận được 3 tháng tập miễn phí tại cầu thủ Du Minh Vĩ cho một là FC 95 không vô địch. Và nếu như ngày nay chính là vô địch thì cầu thủ này sẽ nhận 6 tháng tập miễn phí tại câu lạc bộ Du Minh Vĩ Bình Nhật. Và nếu như anh không tập thì có thể thu ra tiền mặt. Mỗi tháng 10 triệu, 6 tháng là 60 triệu. Kiếm tiền thì chưa bao giờ dễ như thế ở Bình Nhật cả. Và Bình Lượng Viên Ngọc Hùng thì đang giả vô trò 6 tháng miễn phí tại Du Minh Vĩ Ninh. Rất nguy hiểm. Số tiền là 15 triệu đồng. Và chúng ta sẽ cùng được kiểm chứng sự bền bỉ và sức mạnh sự đoàn kết đến từ chính bạn. Lần thứ 3 có mặt trong trận chung kết. Còn với chính năm, đây là lần thứ 2. Lần đầu tiên thì chính năm đã thất bại 9-10 ở mùa giải 2018. Một pha va chạm khá mạnh giữa Lâm Văn Tài và Quang Thắng. Văn Tài có thể hình tốt hơn. Phạt góc, cắt sang, đánh đầu. Qua đám thương dành cho Quang Thắng. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Xin nhắc là
là nếu như Chí Long vô địch, họ sẽ nhận được tổng số tiền lên tới 71 triệu đồng. 21 triệu cho chức vô địch và 50 triệu đến từ anh chị Tuấn Quân. Tuấn Quân chỉ thuận của đội trưởng FC 95 Vũng Tàu. Vẫn là 95, rất khỏe, rất bắt tay. Nhưng đó là một đường truyền bóng theo phong cách của Lâm Bất Tài. Qua đáng thương của chúng ta, một tình huống chọn vị trí khá hay của Lê Oanh, nhưng thủ thành bên phía em thì chỉ làm đá phản xạ tốt. Phản công không đau của Hoàng Nguyên Quang Anh, lại là pha phản xạ tốt của Quang Anh. Pha phản xạ và bay người như chim, nhưng đó là pha phản xạ theo phong cách của anh Biểu, chim của anh chim chích bông. Mùa giải đầu tiên thì anh Nguyễn Biểu chim ngoái đã quyết định tài trợ 1 triệu đồng, chưa 2 triệu. Nhưng năm nay thì anh đã chuyển từ chia sẻ xuống còn chim chích bông. Anh tài trợ 1 triệu đồng, rất nhẹ nhàng thôi. Rất may là những điểm chi phối năm nay mà cứ quyết định nhận số tiền 1 triệu đồng đó. Và nếu như dưới 1 triệu thì không được sướng tiền. 1 triệu đồng mới được ban tổ chức mời đến dự tổng kết đàng hoàng. Tiếp tục là pha cắt bóng của người ghi bàn thắng, trước đó người kiến tạo Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Bá Tài. Không được, Hoàng Thắng chân trái. Một đường pháo bóng an toàn. Hai bóng sẽ đổi sân và thiếu cầu thứ hai ngay. Trong một tiếng trận bế tắc như thế này, có lẽ là Quang Anh sẽ lên thi đấu như là một. Các cầu thủ bên phía chỉ đang thay người. Đây là sự thay đổi người thứ 7 của các cầu thủ 95. Đan Kiên được tung vào sân và người rời sân là Văn Ngọc. Vâng, xin mời đội phó Văn Quang của Việt Nam 6 về bàn trước ạ. Xin mời anh. Xin mời anh, cô đang thiếu rất nhiều. Mà anh Ngọc Hùng thì đang mời rất nhiều khách. Xin mời anh Quang, tại vì lỗi do anh mời số 44 không? Hiện tại đang thiếu cô. Xin mời anh Văn Quang. Có gì đây như này, bên dưới 90 đặt thừa gỗ. Chúng ta đang phải chờ đợi thủ môn Quang Anh. Anh cũng đang rất mong muốn lên sân tấn công, nhưng có lẽ là các đồng đội chưa cho phép. Ở giải đấu này Quang Anh đã 2 trận đấu không phát chính. Và anh đá như là một tiền vệ con voi cùng với người anh trai Quang Thắng.
chúng ta sẽ cùng đến với những phút cuối cùng hiệp phụ thứ hai của trận chung kết. Hiện tại thì FC95 đang dẫn trước một bàn. Thời gian là vẫn còn và các đồng chí bạn cần phải thiếu bình tĩnh hơn. Hiệp hai thì Quang Anh đã có tới 4 cái phản xạ cứu thua ấn tượng. Rồi, phản công và đẩy bóng hơi dài đến từ bán này. Một tình huống mà Tuấn Hậu đã để vượt qua dễ dàng. Rất may là Bá Tài đã đẩy bóng, nhịp bóng cuối cùng hơi dài, quá nguy hiểm. Tình huống ra vào rất sự nguy hiểm và không an toàn đến từ Văn Thành. Kính chào lại các đội bóng, là ngay sau trận chung kết chúng ta sẽ bước vào lễ bế mạc này để chào đón trận đấu đang được mong chờ hơn, Malaysia và đội tuyển quốc gia Việt Nam trên chào lửa Mỹ Đình. Quá thắng, mất bóng nguy hiểm, phản công 2-0. Như vậy là 2-0 dành cho Abu FC95. Người ghi bàn là Quang Nhật. Và cân bóng quá hay của đội trưởng Bá Tài. Có lẽ Bá Tài sẽ là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất trận đấu này. 95 thì đang ăn cuồng, ăn mừng điên cuồng. Chính xác lại là các cầu thủ, chúng ta không được đốt pháo sáng trên sân Minh Thu. Công an đã nhắc nhở bạn từ trước rồi. Và chắc chắn là đã nhắc nhở như vậy. Và đội bóng nào đốt pháo sáng thì sẽ không có tên ở mùa giải năm sau. Rất nguy hiểm. Hai bàn thắng cùng trận chung kết và hiệp phụ không còn nhiều thời gian. Lại là pha chuyền bóng nguy hiểm. Quá biết. Tỷ số là 3-0. Có lẽ là dấu chấm hết dành cho đội bóng FC 1993. Và trong thời phút đã đổi ngoài kết thúc trận này, những người mắc sai lầm thì chính là Quang Anh và chính là Quang Thắng. Quang Thắng trước người hùng còn tội đồ, chỉ cách nhau một cung bố thôi. Xin mời hai bóng ra hai cùng quay trở lại giữa sân để cảm ơn 5.000 khán giả đã theo dõi chương trình trận đấu lần này. Xin mời toàn bộ các anh em trong đội bóng FC 98 chúng ta hãy làm vừa công tác chuẩn bị trao giải và xin mời các bóng được giải chúng ta hãy cùng mở lại. Đánh nhau, đưa lại các bàn thắng.
cầu thủ Đông Thái Bình. Một năm phải à, đưa bóng tốt đến từ đội trưởng Thạch Thắng. Qua thôi. Nỗ lực của đội trưởng Thành Thắng đã mang về cơ hội cho Phát Quân. 9-3 không vào. Tỷ số là 2-1 và người ghi bàn là Quang Thắng. Một tình huống dứt điểm rất dễ. Một tình huống dứt điểm rất dễ đến từ Quang Thắng. Và quý vị các bạn có thể vào trang fanpage của mình cùng để xem lại tình huống ghi bàn vừa rồi. Đó là một sơ kim nơi mà Edgar David đã sử dụng để mang đến cho Văn Tuấn. Đây là cơ hội cho kim ta. Tỷ số là 3-1. Quá đào nóng cay. Quá nóng cay dành cho cao thủ 1900. Và tất nhiên rồi, hậu vệ có lẽ các đồng chí bốt cần phải thi đấu nhanh hơn nữa. Bàn thắng đã đến, lại là một siêu phẩm. Rất nhiều bàn thắng chất lượng ở giải đấu này đã được ghi. Và vừa rồi là người trưởng Văn Hùng, một tình huống dứt điểm bằng chân trái, bóng đi thẳng góc chữ A. Của cô Thích Tiểu Lượng lại tiếp tục sắm vai cho một bức tượng trong khung thành của các đồng chí Vân. Không có một phản trạng nào cả. Phối hợp phản mạnh chiều tức các đồng chí Vân. Đây là Đức Huy. Tỷ số là 5-1. Ibrahimovic của chị Tài đã ghi bàn. Sau khi mua đôi giày này thì Đức Huy lần đầu tiên được rửa giày. Bàn thắng đầu đời của Đức Huy sau 26. Như vậy bàn thắng cũng là kết quả 2-3, 2-5. Và các đồng chí bàn tay người Quang Thắng đã thu vào xuất. Tỷ số là 1-1. Thật bất ngờ. Một tình huống tưởng chừng như không như thế. Người ghi bàn chính là Văn Ngọc. Một tiếng đánh đầu đây bất ngờ và Văn Thực đã bị đánh bại. Qua người tốt. Chính là màn thi đấu thật sự ấn tượng thôi. Tỷ số là 2-0 lại là một siêu phẩm. Và người em trai Quang Việt là người đã ghi bàn thắng. Ngày hôm nay về thì không còn anh em gì đâu. 2-0. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị quan khách, thưa các cổ động viên, các cầu thủ của 16 đội tham dự giải đấu FC86 thí nghiệm mở rộng lần thứ 3 năm 2019. Trải qua hơn 12 ngày tranh tài đầy sôi nổi, hấp dẫn, chúng ta đã tìm ra được những nhà vô địch của
những giải thưởng cá nhân và tập thể cho giải SC86 mở rộng năm 2019. Và đầu tiên, trước khi bước vào những giải thưởng của các tập thể thì chúng ta sẽ cùng đến với những giải thưởng của cá nhân. Chúng tôi xin được vinh danh giải thưởng cho thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Xin được chào đón thủ môn Quang Anh của cao thủ SC93. Và xin mời thủ môn Quang Anh sẽ lên nhận phần thưởng cho thủ môn xuất sắc giải đấu đến từ ban tổ chức. Và xin trân trọng kính mời anh Ngọc Hùng. Vâng, xin mời anh Văn Mạnh sẽ lên trao giải thưởng cho thủ môn xuất sắc giải đấu. Một giải đấu rất thành công đến từ cá nhân của Quang Anh, những tình huống cứu thua ấn tượng, một sự xuất sắc đến từ cá nhân của Quang Anh. Tuy nhiên thì các thủ 93 đã kém đi một chút may mắn trong trận chung kết. Thì chúc mừng cá nhân Quang Anh của SC93, và chúng ta sẽ cùng chào đón cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2019. Chúng ta sẽ cùng gọi tên Nguyễn Bá Tài, SC95. Và trân trọng kính mời anh Tuấn Vũ sẽ đại diện cho ban tổ chức trao giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Tỏa sáng trong trận chung kết và đưa con tàu 95 vượt qua những thời gian khó khăn nhất. Bá Tài hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cá nhân ngày nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón đội bóng trẻ xuất sắc nhất, xin được gọi tên SC2000. Và xin chào kính mời, xin mời anh Quang Quả sẽ đại diện cho SC86 trao thưởng cho đội bóng trẻ xuất sắc nhất. Đáng tiếc năm nay chúng ta không được trao thưởng cho đội bóng trẻ thi đấu xấu nhất, mà chúng ta sẽ chào đón cho đội bóng trẻ xuất sắc nhất SC2000. Xin cảm ơn anh Quang Quảng và xin cảm ơn đội bóng 2000. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với những giải thưởng dành cho tập thể đã thi đấu kém may mắn hơn hai đội bóng chung kết, đó là cao thủ SC90 bốt. Xin mời đại diện toàn bộ câu lạc bộ SC91 và 90 sẽ cùng lên giải ba ở giữa năm nay. Xin chào kính mời, xin mời SC91 và 93. Nếu như ngày hôm nay mà không có cầu thủ của SC91 nào thì chúng tôi vào 91 và 90 sẽ lên nhận giải thưởng cho đội bóng được giải ba ở giữa năm nay. Và 90 vẫn rất chuyên nghiệp, nhà kiều vương của bóng đá Ninh Hiệp năm 2019, kiều vô địch mùa giải 2018, SC90 và 91. Trân trọng kính mời anh Văn Sơn và Văn Mạnh sẽ lên trao giải ba dành cho hai bóng 90 và 91. Và các anh bắt tay nhau cho nó tình cảm đi ạ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vận động viên, thưa các cầu thủ, cuộc chơi nào thì cũng có một hồi kết, và chúng ta cần phải lựa chọn ra một bóng may mắn hơn, xuất sắc hơn để vinh danh. Hãy dành một sự tôn trọng cho đội bóng SC93 và đã thi đấu ngoan cường, cố gắng, nỗ lực hết mình. Tuy nhiên thì may mắn đã không gọi tên SC93 trong trận chung kết. Và lần đầu tiên trong 3 trận chung kết thì họ đã phải dừng bước trước SC95. Nhà đưa kim vô địch 90 thì đã bị loại vào 95. Và chúng ta sẽ cùng dùng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đội bóng SC93, những cá nhân phần thưởng xuất sắc, những Quang Anh, những Khắc Sang, những Khắc Thành, những Văn Hùng, những Lê Oanh đã không thể giúp cho SC93 lần thứ 3 lên ngôi vương ở giải đấu cao nhất của Ninh Hiệp.
và hy vọng là các bạn sẽ có một lực lượng tốt hơn ở mùa giải 2020. Thời khắc mong chờ nhất của mọi giải đấu, chúng ta cùng gọi tên nhà tân vô địch của bóng đá nghề nghiệp năm 2019, FC 1995. Chúng tôi xin chào kính mời đại diện ban tổ chức sẽ lên chào cờ tiền thưởng cúp vô địch cho FC 95. Kẻ nối vĩ đại của Linh Nghiệp, đội trưởng Quyết Tàu. Ngày nay thì các cầu thủ bên phía FC 95 sẽ nhận được số tiền 71 triệu đồng cho chức vô địch ngày nay. Đó là một sự thành công, một sự thành công vang dội cho giải FC Thắng Nông Nghiệp mở rộng, một sự quan tâm đến từ rất nhiều những mạnh thường quân. Xin cảm ơn 100 nhà tài trợ, xin cảm ơn tất cả các cầu thủ. Chúng ta cùng chào đón nhà vô địch mới của Nông Nghiệp FC 95, một giải đấu thành công với cá nhân của những cầu thủ như Quang Tài, như Bá Tài, một cầu thủ thi đấu rất ấn tượng, giành danh hiệu cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu Bá Tài, sự xuất sắc đến từ Thạc Trường, sự nhiệt huyết đến từ Lâm Tài, sự xuất sắc đến từ Quang Việt. Tất cả đã gọi tên nhà vô địch bóng đá nghề nghiệp năm 2019 FC 95. Vận động viên anh hùng, đội ngũ người chuyển đường bóng đá phong trào, xin cảm ơn.